Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài PubMed. Và các cơ sở dữ liệu để tìm kiếm bài báo và luận văn. Mục tiêu của bài học là tìm hiểu về PubMed, Medline, Med và PubMed Central và các mẹo tìm kiếm nhanh các bài báo trên PubMed. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số cơ sở dữ liệu các bài báo khoa học hoặc là các cái phần mềm tìm kiếm bài báo khác ngoài PubMed. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về PubMed thì theo trong lịch sử, Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ lập danh mục Index Medicus nhằm giúp tìm kiếm bài báo cho bác sĩ và các nhà khoa học. Thì đến năm 1971, Index Medicus trở thành Medline, tức là một catalog các bài báo và sách y khoa và sinh học. Đến năm 1996, thì Medline được đưa lên Internet và trở thành PubMed như chúng ta đã biết. Về PubMed là một cái catalog online. Lưu ý là PubMed là cơ sở dữ liệu chứa các chú dẫn và tóm tắt của bài báo. Còn bài báo thì nó nằm ở một cái cơ sở dữ liệu khác, tức là các nhà xuất bản. Để hiểu mối quan hệ giữa PubMed, Medline, PubMed Central và Medline Plus thì chúng ta nhìn vào sơ đồ như sau. Đầu tiên là cái vòng tròn màu xanh là PubMed thì được thành lập vào năm 1996 và hiện tại nó chứa được khoảng là trên 31 triệu chú dẫn các bài báo y sinh, bao gồm cả những bài báo mới nhất chưa được vào Medline và những bài báo cũ từ năm 1809 cho đến năm 1946. Tiếp đến mình thấy Medline như vậy là một tập con của PubMed. Thì Medline là gì? Medline là những cơ sở dữ liệu chủ dẫn những bài báo đã được công bố trên PubMed, sau đó được các nhà khoa học chuyên gia đọc, phân loại và chủ dẫn. Nó chứa khoảng 28 triệu chủ dẫn của các bài báo được xuất bản từ năm 1946 trở đi. Tiếp đến là PubMed Central. Thì PubMed Central được thành lập năm 2000 là một cái sáng kiến của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ nhằm đưa bài báo y sinh đến người đọc cách miễn phí. Và như vậy ta có thể thấy là PubMed Central thì nó chứa rất nhiều bài báo nằm trong Medline và PubMed, nhưng mà cũng có những bài báo không nằm trong Medline và PubMed. Cuối cùng là Medline Plus, thì như vậy nó là cơ sở dữ liệu bách khoa thư dành cho bệnh nhân và người nhà, có những thông tin về y khoa, về thuốc, về điều trị, mà những thông tin này đều là thông tin đã tin cậy, được kiểm tra và thẩm định bởi chuyên gia. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về PubMed. Thì PubMed là cơ sở dữ liệu chứa chú dẫn sách báo y sinh học. Đó, và như chúng ta có thể thấy như vậy, PubMed nó chứa tất cả những cái chú dẫn của Medline, bởi vì Medline là một tập con của PubMed. Và PubMed thì như vậy chứa chú dẫn của những bài báo từ năm 1809 đến năm 1946, tức là những bài báo mà không nằm trong Medline. Còn Medline thì như vậy là cơ sở dữ liệu tra cứu tài liệu tham khảo của Thư viện Y khoa Quốc gia. Số lượng chủ dẫn ở trong Medline chiếm được khoảng là 89% số lượng chủ dẫn của PubMed. Như vậy còn 11% là đang được đọc để tuyển chọn, và 2% trong số đó thì sắp sửa được đưa vào Medline. Tất cả các bài báo trong Medline thì đã được chuyên gia đọc, phân loại và có đưa ra những chủ dẫn dựa trên các thuật ngữ có kiểm soát gọi là MASH.
hội đồng bình chọn của Thư viện Y học Quốc gia sẽ gặp 3 năm một lần, để như vậy là 3 lần một năm để như vậy chọn ra cả chủ đề để đưa vào Medline. Còn PubMed Central thì như vậy là bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2000 và chứa được khoảng trên 6 triệu đầu báo. Tất cả những bài báo này đều là miễn phí. Và đa số thì đều có chủ dẫn trên PubMed, nhưng mà một số thì không nằm trong PubMed. Còn Medline Plus thì như vậy là cơ sở dữ liệu tin tức y học dành cho bệnh nhân, người nhà và khách hàng. Và chứa tin tức về sức khỏe, cần được chuyên gia kiểm tra và xác nhận. Có thể xem nó là một cái bách khoa thư về bệnh và thuốc, và nó có những cái đường dẫn đến các tài liệu tham khảo để các bài báo nằm trên PubMed. Còn MASH là gì? Thì như vậy MASH là một hệ thống chủ dẫn bài báo theo chủ đề được hội đồng thư viện y khoa tuyển chọn quy định. Các cái thuật ngữ tìm kiếm trong MASH thì như vậy là đã được quy định và được sắp xếp theo cấp độ để mô tả về các chủ đề về lĩnh vực mà bài báo nghiên cứu. Thì MASH nó có thể giúp khắc phục vấn đề tìm kiếm tài liệu bằng từ khóa khi mà từ khóa của bạn sử dụng thì nó không hợp với từ khóa mà tác giả sử dụng. Cho đó là dẫn tới tình trạng sót tài liệu khi tìm kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần là tìm hiểu một số cái mẹo tìm kiếm trên PubMed. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào PubMed. Chúng ta gõ vào PubMed. Thì PubMed là gì? Thì cần lưu ý một chút. PubMed là một cơ sở dữ liệu chủ dẫn và nó là một cơ sở dữ liệu có hệ. Do đó là cần lưu ý chúng ta có thể sử dụng cả cái toán tử để tìm kiếm. Để như vậy là nó có cái tìm kiếm chính xác hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là sử dụng trường tìm kiếm, chẳng hạn như là tiêu đề bài báo, tiêu đề tóm tắt, hoặc là tên tác giả, hoặc là nơi làm việc của tác giả, hoặc là tên tạp chí, hoặc là ngày đăng lên PubMed, để hạn chế cái quy mô tìm kiếm, để giúp cho cả cái kết quả tìm kiếm là chính xác và đúng với ý định tìm kiếm của mình hơn. Ta lại ví dụ sau, tức là hãy tìm kiếm bài báo có chủ đề về Covid-19 ở Việt Nam ở trên PubMed, thì ta làm như thế nào? Ta sẽ vào PubMed và mà ta sẽ gõ vào là Covid-19 Việt Nam. Nếu như là bạn không biết cách tìm kiếm thì bạn sẽ gõ vào như vậy. Thì lưu ý là cách tìm kiếm như thế này nó không có tốt, nó thói quen tìm kiếm như thế này không tốt. Bởi vì nó sẽ có rất nhiều thông tin bị nhiều, không phải là những cái bài báo mà mình cần tìm kiếm. Vậy làm thế nào để mình có thể là giới hạn cái tìm kiếm sao cho nó kết quả nó ít hơn và nó chính xác hơn với là cái thông tin mà mình cần? Thì mình cần lưu ý là mình sử dụng các toán từ and, or, not và các cái trường tìm kiếm. Ví dụ đầu tiên, ta cần phải có những suy luận logic. Thứ nhất, vì là chủ đề của bài báo là về Covid-19 cho nên là mình có thể suy luận rằng Covid-19 nó phải có trong tối thiểu phải có trong tiêu đề hoặc là tóm tắt bài báo. Thế đó ta sẽ giới hạn tìm kiếm từ Covid-19 trong tiêu đề hoặc tóm tắt. Còn những trường hợp mà không có từ Covid-19 trong đó thì chúng ta bỏ qua. Tiếp đến ta cũng có thể nghĩ tới trường hợp là nếu như mà
tác giả không sử dụng thuật ngữ là COVID-19 mà sử dụng thuật ngữ là SARS-CoV-2 thì là thế nào? Thế như vậy chúng ta nên đưa thuật ngữ này vào nữa để như vậy là đảm bảo rằng là không sót. Tiếp đến chúng ta có suy luận rằng là nếu như bài báo làm về COVID-19 ở Việt Nam thì phải có từ Việt Nam xuất hiện ở trong tiêu đề hoặc tóm tắt bài báo, cho nên là chúng ta cũng làm tương tự. Cuối cùng để đảm bảo rằng là bài báo có sự tham gia của tác giả người Việt Nam thì chúng ta có thể là bắt buộc là kết quả tìm kiếm phải trả lại những bài báo có ít nhất một tác giả người Việt Nam đóng góp ở trong bài báo. Thế nếu tiếp như thế này thì từ 614 kết quả ta sẽ còn lại bao nhiêu kết quả để có thể kiểm tra. Như vậy chỉ còn lại là 181 kết quả, như vậy nó sẽ chính xác hơn so với là có tìm kiếm tùy tiện mà chúng ta làm trước đó. Và đây là cái thói quen mà các bạn nên sử dụng khi mà tìm kiếm các bài báo trên PubMed, tức là kết hợp cả cái toán tử và các thư tìm kiếm. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các bộ lọc, tức là sử dụng những bộ lọc chẳng hạn như thời gian ở đây, thời gian ở đây, bộ lọc về kiểu bài báo chẳng hạn như bài báo bình thường, mà bài báo thử nghiệm lâm sàng, bài báo phân tích số liệu hoặc là bài báo tổng quát. Thì ngoài PubMed chúng ta cũng có thể sử dụng một cái cơ sở dữ liệu khác để tìm kiếm, một phần mềm tìm kiếm khác đó là phần mềm cũng khá phổ biến hiện nay là phần mềm Semantic Scholar. Thì đây là một phần mềm tìm kiếm Semantic, tức là tìm kiếm sử dụng các thuật ngữ tìm kiếm có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Trong phần mềm tìm kiếm này thì chúng ta không thể sử dụng các toán tử hoặc là trừ tìm kiếm. Tuy nhiên là chúng ta có thể có những bộ lọc thông minh để có thể là giúp cho chúng ta tìm kiếm những bài báo một cách nhanh chóng hơn. Và cái cách mà phần mềm nó trả kết quả thì tương tự như là Google, tức là nó trả kết quả những kết quả có khả năng là liên quan nhất đến cái từ khóa tìm kiếm của chúng ta. Ví dụ chúng ta muốn tìm kiếm về COVID-19 thì chúng ta không không cần đánh là COVID-19 hay là SARS-CoV-2, vì nó tự hiểu COVID-19 mà SARS-CoV-2 là một và thứ hai là ở Việt Nam, thì chúng ta chỉ cần đánh như thế này. Thì là chúng ta thấy là ở những trang đầu tiên thì phần lớn các bài báo đều là COVID-19 ở Việt Nam cả. Tất nhiên càng về sau thì nó sẽ là ý đúng hơn. Thì có một cái đặc điểm mà trong trong cái kết quả tìm kiếm của Semantic Scholar đó là chúng ta có thể phân loại theo cái mức độ ảnh hưởng của bài báo công bố. Ví dụ chúng ta sort by most influential papers thì như vậy chúng ta sẽ có bài báo có trích dẫn nhiều nhất. Hoặc là bài báo có số trích dẫn nhiều nhất. Thì có một đặc trưng của cái chế độ phân loại của Semantic Scholar đó là nó khả năng phân biệt cả cái chất lượng trích dẫn, chẳng hạn như trích dẫn thông tin hoặc trích dẫn kết quả hoặc trích dẫn phương pháp.
hoặc trích dẫn bởi những bài báo có cái chỉ số trích dẫn cao, thì nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là những bài báo nào là có cái mức độ ảnh hưởng lớn. Ngoài hai phần mềm tìm kiếm trên thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm bài báo trên Google Scholar. Thì Google Scholar như vậy là nó giúp chúng ta tìm kiếm những bài báo hoặc là những cái công trình, thậm chí đôi khi có thể là những cái poster hoặc là những cái báo cáo hội nghị mà thường không có ở trong PubMed hoặc là Semantic Scholar. Thì cũng tương tự như là tìm kiếm ở trên Semantic Scholar, thì như vậy nó sẽ xếp các cái kết quả tìm kiếm theo mức độ liên quan đến từ khóa mà bạn tìm kiếm. Tuy nhiên ở cái quả tìm kiếm ở trong Google thì nó có hạn chế là nó không có lọc ra được những cái bài báo có mức độ ảnh hưởng lớn hoặc là những bài báo được trích dẫn nhiều. Chúng ta chỉ có thể là phân loại theo theo ngày hoặc là theo khoảng thời gian mà bài báo đã công bố. Thì ngoài cả cái phần mềm tìm kiếm và các cơ sở dữ liệu nói trên thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm bài báo trực tiếp trên các nhà xuất bản, chẳng hạn nhà xuất bản PLOS, Hindawi, Frontiers. Đối với một số tạp chí trên Springerling thì nó không có chú dẫn trên PubMed, thì chúng ta muốn tìm kiếm bài báo thì chúng ta cần phải vào đến tạp chí để tìm kiếm. Ngoài ra thì có một cái kho các bài báo tiền ấn bản ở trên Bioarchive và Medarchive, là những bài báo chưa được công bố nhưng mà miễn phí để cho chúng ta có thể đọc và tham khảo trước. Thì như vậy là đây là một cái kho tài liệu rất là quý giá. Tuy nhiên cần lưu ý những bài báo ở trên các cái cơ sở dữ liệu này thì như vậy nó có thể thay đổi rất là nhiều sau khi được công bố. Ngoài các bài báo thì các bạn cũng có thể quan tâm đến các cái đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ. Thì như vậy chúng ta có thể tìm đến các cái thư viện luận văn miễn phí của các đại học ở Mỹ hoặc là những cái cơ sở dữ liệu các cái tập trung các cái luận văn và đồ án, chẳng hạn như là Open Access Thesis and Dissertations, EBSCO Open Dissertations and that Europe E-Thesis Portal. Ví dụ chúng ta có thể truy cập vào cái kho các cái đồ án tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ tiến sĩ của Đại học Harvard, của Đại học MIT và của Đại học Stanford, thì những cái link đến các cái cơ sở dữ liệu này sẽ được cung cấp ở dưới. Cảm ơn sự chú ý của các bạn.